thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Lakov cho biết, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một ngôi làng ở vùng này bằng bom chùm. Ít nhất 3 quả bom chùm đã được lực lượng Kiev sử dụng trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu định cư Zuravlevka ở Belgorod, thống đốc Lakov cho biết trên Telegram ngày 23 tháng 7. Theo ông thì 21 quả đạn pháo và 10 quả đạn cối cũng đã được bắn vào ngôi làng. Khu vực này cũng là mục tiêu của một máy bay không người lái cảm tử. Không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận ở Zuralevka do hậu quả của vụ pháo kích. Ngoài ra thì còn có nhiều cuộc pháo kích tấn công bằng súng cối và UAV nhắm vào hàng chục khu định cư khác ở vùng Belgorod trong cùng ngày. Tại làng Ilek Penkova, 12 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi một vụ nổ. Mặt tiền của các tòa nhà bị hư hại và cửa sổ bị vỡ, nhưng không có thương vong nào được ghi nhận. Ukraine hiện chưa bình luận về cuộc tấn công vào Belgorod. Mỹ tuyên bố cung cấp bom chùm cho Ukraine vào đầu tháng này. Tổng thống Joe Biden mô tả, đây là một biện pháp tạm thời cần thiết do các nước phương Tây thiếu đạn pháo thông thường cung cấp cho Kiev. Cả Ukraine, Mỹ và Nga đều không ký công ước cấm bom đạn chùm năm 2008. Mỹ cho biết là nước này nhận thức được nguy cơ gia tăng do bom đạn chùm gây ra cho dân thường, nhưng tuyên bố rằng Ukraine đã cam kết triển khai chúng một cách có trách nhiệm và tránh xa các khu vực đông dân cư. Ngày 20 tháng 7, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận các lực lượng Ukraine đã bắt đầu sử dụng bom đạn chùm do Mỹ cung cấp trên chiến trường. Việc này đã thực hiện khá hiệu quả. Tổng thống Vladimir Putin ngày 16 tháng 7 cho biết Nga có bom chùm và sẽ sử dụng chúng nếu Ukraine dùng loại vũ khí này trên chiến trường. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия.